Thân chào các bạn. Hôm nay mình ăn chè nè. Chè này là bữa hôm qua bà xã nấu nè. Mà hôm nay bà xã bỏ thêm đậu xanh vô nữa. Bà xã bỏ thêm đậu xanh vô nữa. Cho nên nó đặc hơn. Xong bộ lượng của bà xã là xong bộ lượng kiểu ca đa với đậu xanh nữa. Đây là cái cây này là cái cây oải hương. Cái cây này là thuộc giống của Brazil, cho nên không có ăn được, chỉ lấy mùi vậy thôi, đuổi mũi rồi nọ rồi nó vậy thôi. Là cây oải hương này ăn không được đó, không có tốt để dùng trong thực phẩm. Thì nó cũng ra bông màu tím rồi nọ đó, nhưng mà mình không có thể nào để dùng trong thực phẩm được. Thì cây oải hương mà của Pháp á thì mình mới ăn được thôi, còn cái cây này của Brazil mình ăn không được đó. Thì mình chỉ trồng cho thơm mùi, cho thơm vậy thôi. Rồi mình ví dụ mình đôi lúc mình nấu nước để cho nhà nó thơm á các bạn đó. Thì hôm nay mình sẽ nói chuyện về cái chuyện mà một cái cô cậu người ngoài Bắc đó, mà đi du học bên Úc á, không? Cậu như là nhảy lên chụp mấy cái lá cờ vàng á, cờ Việt Nam Cộng Hòa đó, trong ngày 30 tháng 4 nữa. Thì để chụp xuống rồi chửi bới sùm, nói tục nói tiểu đủ thứ hết, không sỉ nhục lá cờ vàng này nọ, thấy không? Nói đúng ra thì nghĩa là bên thua cuộc á đã 46 năm rồi, bên thắng cuộc cũng 46 năm rồi, không? Cái sự mà hòa giải dân tộc, nếu mà làm như vậy á, cái cô cậu á vi phạm vô nghị định 36 của Việt Nam Cộng sản, thấy không? Cũng vậy đó, đã đi du học rồi, thấy không? Đi du học thì mình du học đi, học cũng có tốt, qua nước người nữa, qua Úc nữa. Thì nếu mà làm cái hành động như vậy bên Singapore là bị ăn đập, là bị cảnh sát bắt đánh cũng dùng mong cũng khoảng là 20 hẹo á, ngon. Cái đó là phá hoại tài sản tư gia của thành phố đó, chứ không phải là khi mà sử dụng bên đó đó thì chính phủ bên đó cho Việt Nam Cộng Hòa những người họ đi vượt biên này nọ, họ đi tị nạn cộng sản, họ kêu đó là có được quyền của được sự chấp thuận của thành phố họ bên đó, phải không? Nhưng mà cô cậu nhảy lên làm như vậy á là chứng tỏ là có người nào phía sau suối dục suối và trẻ trâu ăn cướp gà đó, cho nên các bạn thấy không, đó là như vậy. Và nói chung là 17-18 tuổi mà không suy nghĩ ra, mà ấu trĩ quá không biết. Nếu mà sử dụng ở Việt Nam á, cầm cái lá cờ vàng ra nhục mạ Việt Nam Cộng Hòa, không ai nói, không ai để ý luôn, không ai nói gì hết. Nhưng ra nước ngoài á thì đừng nên làm cái chuyện đó. Tại vì sao? Không phải đất nước của mình, mà cái người tị nạn họ chọn quốc gia họ định cư, nâng quốc gia đó là quốc gia của họ, quốc gia của người tị nạn luôn,
ta muốn treo gì ta treo. Có sự chấp thuận của thành phố. Thì sao mà cấm được ta được, không? Cái này mà chuyện đó là chuyện tầm bậy. Đó. Rồi á. Rồi có những người vào bình luận này nọ, những người bình luận này nọ, người bên người chê đủ thứ. Không? Mà nhớ thì mình là sống ở nước công lập lâu rồi, thì nói là sẽ đúng thôi. Ta có cái câu cậu sai hoàn toàn ra nước ngoài. Không phải là nước của mình, dù mình có đi du học nữa, mình cũng không phải là dân của đó, không thể nào làm được cái chuyện đó, đúng không? Làm vậy đó, làm mất mặt cho Việt Nam. Việt Nam bị mang tiếng nhiều quá rồi. Du học sinh qua Nhật ăn cắp đồ đạc nọ người ta đủ thứ hết, không? Rồi con gái và mang visa, mang passport Việt Nam qua Singapore là người ta nhìn cái mắt khác liền. Mấy người qua đó làm gái làm gì đây, phải không? Đó. Cho nên Việt Nam đi tới đâu rồi? Bị mang tiếng hết, mang qua hàng, không? Ủa thế, không? Qua thịt thỉ ăn cắp đồ trong tiệm mấy cái đồng hồ thụy sĩ nọ, tiếp viên hàng không thì đi buôn lậu, không đi buôn lậu ở Nhật nọ mang hàng lậu về họ đủ thứ. Nhiều cái chuyện xảy ra từ Việt Nam, không? Mà trong 46 năm đó, từ khi mà cộng sản lên nắm quyền á, Việt Nam mang tiếng đủ thứ, không? Cái người chỉ là có số nhỏ thôi làm hôi cái nồi canh đó, người ta nói cái sâu đã nói là con sâu là rầu nồi canh là dễ, không? Trẻ trâu 18 tuổi mặc dù ta 18 tuổi mặc non kẹt à, không biết gì hết. Đi ra nước ngoài nữa, đi du học nữa, với tiền cha mẹ phải có tiền, phải có công với có đảng trưởng, đảng viên nọ, cái đứa con ra ngoài người Bắc nữa, phải không? Đứa con ra ngoài nước ngoài đi du học, ra đó bị xúi dục, phải không? Ở nước ngoài những cái cờ vàng cũng hay cờ đỏ vậy mà được quyền của thị trưởng đó họ cho treo lên, đó là cái điều đó. Còn mình dịch xuống là mình vi phạm do cái tội hành chánh hình sự, hình sự của cái tỉnh đó hay cái tiểu bang đó, nếu mình Mỹ thì tiểu bang. Canada cũng vậy, bạn qua du học dám không? Người ta treo đồ mình không thấy bực dọc, mình kéo xuống, mình bị tội lên phá hoại tư trang của thành phố đó, thấy chưa? Đã đi du học rồi, học sinh nước ngoài nữa, nó làm như vậy người ta trục xuất rồi. Ta là cứ để, nếu mà để cho để là thì những người khác lúc ra cô cậu nó nên cúng gói về. Bây giờ nó lên như vậy thì
xảy ra như vậy đó, thì để tới những cái bị cái vết rồi, không thì vết rồi khó mà đi xin đi du học ở Mỹ được, người ta la cũng cho nữa. Qua đây du học để mình học những cái hay của nước ngoài, mà nó đi du học gì mà trung học đã du học rồi, trời ơi, thường là người ta đi đại học người ta du học, rồi trung học rồi qua, kiểu mà qua đó là đủ thời gian xin ở lại chứ gì phải không? Nếu ở lại mà cái tấn không hỏng rồi thì trước sau thì cũng bị tù, cũng bị trục xuất rồi, không? Người này coi lên là mua vé máy bay về về cùng với Việt Nam chống chống dịch Vũ Hán như là chống giặc. Cái đó là tầm bậy. Nào như mình về Việt Nam á, không mình giật cái cờ xuống, mình xé ở Việt Nam mình, đó, cũng được mà, ha. Hay mình đem cờ vàng treo ở Việt Nam mình cũng không được mà, vi phạm nước sở tại đó, mà đi du lịch, đi du học, nha. Thì cái cờ vàng á của Việt Nam Cộng Hòa á cũng còn được treo ở trong hồi họp ở sinh ở Indonesia, cũng đã được treo ở Indonesia. Trong Asian á vẫn có cái cờ vàng vẫn xuất hiện chứ không phải không. Indonesia không sợ đất Việt Nam vậy á, cho nên nó mới trưng cái cờ vàng lên. Các bạn vô YouTube có tìm lại cuộc họp ở Indonesia về ASEAN đó, đó, những cái hội đồng quốc gia của Á Châu á, các bạn sẽ thấy không? Ông Thủ tướng Phúc mà còn đi ngang qua cái cờ vàng ba sọc đỏ ở Indonesia, không? Ở Indo sao thì vẫn còn hiện diện chứ không còn hiện diện vẫn còn, nhưng mà ta không có lên thôi. Hồng ơi cho anh thêm ly nữa đi, ngon quá. Thôi mình chỉ chừng đó bài tỏ với cái độc thoại của mình về hai lá cờ vàng cờ đỏ. Nói đúng ra thì at Rome you do like Roman do, có cái lời khuyên cho những cái du học sinh, đúng không? Tới cái đất nước nào đó mình phải tôn trọng cái luật lệ của đất nước đó, chứ đừng có nghĩ là mình làm càn, không, không có chuyện đó. Cả cái người mà du lịch cũng vậy, du lịch từ Việt Nam qua đây cũng vậy, at Rome you do like romance do, đó, nhập gia tri tục, là cái câu đó là cái câu tiếng Anh á, là tiếng Việt mình dịch ra là nhập gia tri tục. Thôi, xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. À, mình nói tiếp là bây giờ sao ở Việt Nam có những chuyện mắc cười đó, nghĩa là sao, cái vụ mà VinFast á, VinFast gì đó mà chắc là mình thấy là VinF luôn à, không cái này chắc là mình chậm cho fast gì nổi, không cái xe hơi á thì nghĩa là
mua đồ phụ tùng này nọ từ của những cái cửa hàng của bên Đức chẳng hạn, rồi tùm lum tùm la hết cả, có cả đồ phụ tùng của chai của Trung Cộng này nọ. Ông Việt Nam thì không làm đất gì được đó, thua cả và tụi Campuchia luôn. Campuchia nó tạo ra, tự nó sản xuất ra được cái xe của riêng của nó luôn, nghĩa là mà cầu bản quyền luôn, phải không? Còn này Việt Nam lắp ráp mua mấy đồ tùm lum tà la, rồi những cái phần mềm phần cứng gì mà trong xe ra là tùm lum hết, hay là cửa gì là từ cái xe này mua cái phụ tùng của xe này đem qua cái xe nọ ráp, thì làm sao nó vừa khích được, phải không? Chẳng hạn vậy thì tất cả. Nhưng mà ở Việt Nam thì có cái lạ, thí dụ người ta đưa lên YouTube để người ta nghĩa là giống như là họ nói cho những người mà mua xe này nọ đấy, chẳng hạn như là bên đây á, là nó đưa lên YouTube đó, ví dụ nó coi thử coi ở máy này mà máy chụp hình này nọ là Panasonic, Sony này nọ, đem ra nói hết á, nói cái điểm đặc điểm của nó và cái điểm xấu nữa, không cả giữa cái điểm hay và điểm tốt và điểm xấu, không thì để cái người mà sử dụng đó hoặc là những cái hãng xưởng mà làm ra đó thì họ lấy kinh nghiệm để họ làm cái đợt sau đó, họ sẽ làm tốt hơn nữa, không như xe hơi cũng đấy, cũng vậy, xe Ford, xe Buick, GMC, Toyota, hoặc gì tùm lum, Mercedes cũng vậy, đem ra nó mổ xẻ, nó nói hết á, để chi, để cho họ trong cái phần mới này thì họ có thể những cái xe mới họ có thể làm tốt hơn. Không ai bên đây mà đi ra kêu cảnh sát hết các bạn, không, nhưng mà chỉ có ở Việt Nam là mọi chuyện là đều có, chỉ có ở Việt Nam thôi. Nghĩa là đưa lên YouTube nói những cái điểm sai, điểm sót này nọ là kêu công an tới đó, bịt miệng, không đem YouTube xuống. Mà thật ra khi mà đưa lên YouTube là người ta đã giữ lại hết rồi, có những người đã giữ lại, ta coi hết rồi, không đưa lên khoảng ngày nó có người ta coi rồi, không thì đó thì ta truyền miệng này nọ ra. Thì bây giờ cứ đêm bắt mà kêu công an tới báo cho công an rồi công an xử lý rồi nọ, ở đây công an không có làm cái chuyện rùi như vậy các bạn ơi, nên là họ không có làm, họ bảo vệ dân. Còn Việt Nam là sao, công an lại làm gì, hù dân à? Nghe tới công an dân sợ chạy nước giấm trong quần luôn, thấy chưa? Đó cho nên á, cái lề lối ở Việt Nam mình á là nó sẽ không tiến triển được. Hở ra mình làm một cái gì đó nó sai sót hay cái gì, người ta đem ra nói cái là bắt đầu kêu công an tới. Làm sao mình biết ra cái khuyết điểm? Tại sao ở Việt Nam chỉ có một đảng là vậy? Không, mình không biết ra cái khuyết điểm sao mình làm tốt hơn được. Những cái hàng mới đây mình sẽ làm chế tạo ra thì làm sao mình đi kịp với nước ngoài? Không, chưa kịp với Campuchia với Lào mà làm sao mà ra mà vượt đại dương để qua mà tới tận đây được, thấy không? Các bạn phải suy nghĩ như vậy, không? Nhưng cái VinFast là tầm 7, không? Người ta đã đưa ra những cái điểm như vậy, chạy chỉ có 8.000 cây số ở đây đó, mình mua chiếc xe cũ 100.000 cây số rồi nhưng mà còn chạy lên nó vẫn tốt như thường, nó không bị hư gì hết, nó không bị sụt sạc, không có việc lắc queo gì đó cả, không? Tại vì sao? Thì mình mua cái xe cũ 100.000 cây số thì nó có bảo hiểm thì nó, ví dụ bảo hiểm mình một năm, thì một năm đó nó bị cái gì đó thì là cái chủ xe bán này cũng khó chịu trách nhiệm, rồi cái hãng xe bán xe cũ phải chịu trách nhiệm bảo hành mà, rồi đêm đó là sửa cho mình không tốn tiền đó, không? Mà nó lại hơi rồi nó chỉ dẫn cho mình vì cái lỗi như vậy
Đó, 100.000 cái số ở đây á, xe nó vẫn tốt các bạn. Ví dụ như 100.000 cái số là người dân ta mua từ hồi năm 2018, đúng không? Họ chạy tới giờ là 100.000 cái số, có thể hơn nữa. Họ mới bán lại vé cái giá nhiều lúc chỉ 1/3 hay là phân nửa cái xe đó, thấy chưa? Đó, thì mình đó là cái xe cũ, còn là xe mới, xe mới ken luôn, từ trong hãng xưởng xuất ra luôn mà bị mà gì chạy cái 8.000 cái số á, thì bị mà tới mà cả mà một đống lỗi tùm lum, là lỗi về phần mềm, lỗi về vi tính, lỗi về bánh xe, lỗi về cửa, lỗi về nắp bình xăng, thì nó đủ thứ hết. Nhưng mà tại sao không chịu làm tốt hơn cho họ, phải không? Rồi còn những cái chuyên viên mà này nọ làm trong đó, làm tầm bậy tầm bạ, da của người ta da mà nhớt nhiếc gì nó bôi tùm lum rồi là. Như bên đây nó tiện ra tòa đó các bạn, cái tiện là sang xe băng thông liền, đền là mấy triệu luôn chứ không phải đâu. Cũng mua cái xe ví dụ như khoảng 100.000 đô đi, 2 tỷ đi, thấy không? Mà tiện đâu phải tiện 2 tỷ, tiện ra 1 triệu đô. Vậy đó, ở đây cái xứ này nó vậy đó. Không, đây nhiều cái mắc cười lắm. Cái thằng kia nó mua cái búa. Mua cái búa. Mua về nhà nó gõ gõ, đóng đinh sao cái búa dùng nó xúc ra dân vào đầu nó. Mà nó đem ra tiện cả 1 triệu đô luôn. Thấy chưa? Không, rất là như vậy. Là cái đời sống Việt Nam không có chuyện đó. Mua về bị hư rồi, quyền của mình, đâu ai lạng quạng kêu ra làm kêu công an tới nữa. Bây giờ nó bắt cái công an là sao, là ông thân gì đó, để người ta sợ ra, không dám nói năng là gì hết, thì làm sao sửa được. Cho nên VinFast cần phải học hỏi, đừng có đem ra những cái kiểu mà như con đồ ra mà trị với những người mà tiêu thụ, phải không? Người tiêu thụ đã bỏ tiền ra, phải không? Dù cái thằng đó nó cũng là con ông cháu trai rồi, nó mua nhà Vinhome rồi mua xe Vin, nhưng mà đó là cái tiền của nó, phải không? Nhưng mà mình mua ra mình phải xài cho tốt, phải không? Bảo hiểm cho mình, phục vụ tốt, phải không? Thì đó là như vậy. Cái quan điểm là phục vụ tốt hay không, chứ em ra cũng không ai ra hù, thấy chưa? Bịt miệng thì làm sao mà đem xe qua bán bên Canada được, bên Canada rồi xí lạnh nữa, chạy lạng quạng rồi nó thương cả lòng VinFast, bán nuôi giống luôn, không có đủ tiền để trả cho nó kiện, thấy chưa? Nên á, Việt Nam là xứ mà chỉ có chuyện ở Việt Nam mà có rồi. Cho nên là những cái mà không như đây mình thấy không? Như cái máy mà vắt cam, vắt cái chanh của mình á, nó trì chậm, nó hư. Mua cũng lâu rồi, quăng thùng rác, không sửa vậy đó. Sửa đi rồi lúc luôn cũng chậm trở lại, mua cho mới. Thấy chưa? Hai cái bình sẽ phun hơi nước nóng để giữ ấm trong nhà đó, giữ cái hơi nước trong nhà đó, không mua khoảng 1 năm nó hết bảo hành rồi, không bây giờ đem ra sửa tốn tiền, mặt cầu quăng thùng rác, không tái chế làm gì vậy đó, không mua mới nhiều lúc rẻ hơn là sửa hơn bên đây này các bạn, nên bên đây là nó xài là như vậy, cơ bản xài là như vậy. Ở Việt Nam mình hư là chuyên môn sửa tới, sửa lui, sửa tới, không dám bỏ rồi, không mua cái gì cũng không dám bỏ. Bây giờ ví dụ như cô cậu đó mua cái xe đó, bây giờ làm sao? Thì đó là như vậy, cái chuyện chỉ Việt Nam mới có thôi, chứ nước ngoài không ai có rồi. Qua bên Campuchia thì cũng bảo hành đàng hoàng, không có phải gọi về cảnh sát hay công an tới để hù dọa ra, đưa ra tòa, thư kiện ra tòa. Cái lỗi của mình chế tạo xe ra không làm cho hài lòng
khách hàng, khách hàng có quyền thưa mình thêm mẹ mình luôn chứ không phải đâu. Không, đó là chuyện Việt Nam. Thôi, thân chúc các bạn nhiều sức khỏe để chống lại con dịch này nó đang tấn công ở Việt Nam. Con dịch Vũ Hán này, con dịch Việt Nam á. Không, đó cho nên các bạn để sức khỏe. Bye bye.